Nam diễn viên nổi tiếng Ji Jong-wook nhiễm COVID-19, đoàn làm phim ngừng quay gấp để xét nghiệm. Thông tin này khiến người hâm mộ của nam ca sĩ vô cùng lo lắng, đoàn phim cũng phải ngừng quay gấp để xét nghiệm cho toàn bộ diễn viên và staff. Theo các trang tin của Hàn Quốc, nam diễn viên Ji Jong-wook đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào cuối tuần vừa rồi và hiện đang tự cách ly. Ngay lập tức, đoàn làm phim Netflix The Sound of Magic và Ji Jong-wook đóng vai chính đã tạm ngừng quay để xét nghiệm cho toàn bộ staff và diễn viên. Trước đó, hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc từ idol, diễn viên, MC đều được xác nhận nhiễm COVID-19 và con số ngày càng gia tăng. Ngày 16 tháng 7, EG Entertainment tiết lộ So Jung-hwan, Treasure dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thành viên Dojang cùng nhóm. Mới tuần trước, nữ thần K-pop Hani, EXID cũng nhận kết quả dương tính với COVID-19. Ji Jong-wook bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006 với vai diễn Donghae trong bộ phim Cười lên Donghae, một trong những tác phẩm ăn khách nhất xứ Hàn vào thời điểm đó, với rating lên tới 41%. Sau đó, nam diễn viên đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất với vai diễn hoàng đế Tae Hwan trong Hoàng hậu Ki, Empress Ki.